rồi, sẽ ăn nhờ. Đắt tiền đấy chứ, nó tốn xăng lắm ấy chứ. À đi hẳn 3-4 người cho rẻ này. Người ta lái thì không hay. Mình lái là mình lái là lỗ vốn. Bây giờ thì sẽ đi trượt cát nhá. Đang hỏi đây là đặc sản của Quảng Bình. Mình sẽ lên thì mình sẽ sử dụng cái tấm ván này để mình trượt. Nhưng mà mình không biết cách trượt như nào. Tí nữa sẽ có người hướng dẫn. Bây giờ thì có một cái nữa chính là sẽ đi cái xe này lên. Có một người người ta sẽ mình đi cái xe. Cực kỳ hâm mộ nào, nào quay đâu. Đấy quay rồi. Đây lên thêm một người nữa đi. Tôm này, tôm lên. Tôm vào cũng được. Tôm vào cũng được. Chưa chờ lâu lắm. Giữ mũ nhá. Mũ cầm tay ấy. Bỏ cái mũ cầm tay. Cầm tay đi. À cầm tay đi. Lái xe đâm vào.
thì mình sẽ trượt nhá. Phải đeo kính vào, không cắt vào mắt người đằng trước. Người đằng trước đeo kính vào. Đúng rồi, có người đằng trước. Rồi bỏ dây ra, bỏ dép ra, bỏ hết giày dép ra. Lát nữa đi lại sau. Cát nó sạch lắm, không sao đâu. Rồi mình sẽ bỏ giày ra các bạn ơi. Gấu đằng trước, gấu phải đeo kính vào. Mà tốt nhất là đeo khẩu trang vào nó đỡ ấy gấu tôi ạ. Không trượt đi, không sợ đâu. Đấy, người ta trượt đấy chị. Nào, 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 anh em ngồi đi để bố đẩy. Ngồi lên đi. Ngồi đấy được rồi, thôi. Ngồi xuống đi. Nào, ngồi xuống. Ngồi vào đi. Tít lên luôn, tít lên luôn. Nào uốn cong cái đấy lên, kéo cong cái đấy lên, kéo. Bố thấy người ta kéo cong cái này lên để cho nó khỏi bị cát nó xúc vào. Đây như này. Không sợ đâu. Nào. Nào. Ê, chân này. À, sao thế nhỉ? Nó phải kéo chứ đúng không? Ôi, nó mổ đấy à, mổ đấy à. Đau. Nào. Đây rồi. Xuống đi. Tôi. Kéo cao lên, tôi ngồi lùi xuống, ngồi lên. Không. Mình ngồi cao đây. Bóng rồi. Trượt đi, đúng rồi, trượt đi. Cứ kéo cao lên. Nào ngửa người ra, ngửa người ra sau thế, đúng rồi, ngửa ra. Cứ đợi trên đấy. Đợi trên đấy, bạn đang mang sang. Gấu đang đem bán sang đây rồi. Lên trên này đi. Ôi cái này đi dép hơi. Ôi gấu đang ở đâu á? Gấu đang sang đây rồi, gấu đang sau đây. Ván đấy mọi người cầm rồi. Ôi đẹp quá. Lại lên mà, chơi mà. Không, không đến mức đâu. Đội mũ vào, cứ đội mũ vào, đội ngược lại cho nó khỏi bay cũng được không? Đấy. Yeah.
40 gấu trượt nha. Cứ ngửa ra đằng sau thì nó sẽ không bị ấy đâu. Không, nhưng mà ấy đúng cái gãy thế hơi đau chân, em bị chảy máu chân này. Ngửa ra. Được đấy. Không, cho cậu mượn cậu làm một quả. Cậu ơi, quay quả này đi. Lên hơi mệt nhá. Tôm ơi, không chuyện được rồi.
Nam vẫn chưa lên. Nam vẫn chưa lên. Lên đi con. Tôm lên đầu đi. À thôi gấu lên. Tôm lên. Rồi. Đây là bấu hai tay vào đây.